Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, dành thời gian để học hỏi lời Chúa chính là một phước hạnh lớn lao mà chúng ta có được. Mời quý vị cùng suy ngẫm lời Chúa trong suốt Ê-díp-tô ký chương 35, câu 1 đến câu 3 của bài học có đề tài Ngày nghỉ bắt buộc để sống trọn vẹn theo lời Chúa dạy. Môi-se nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng: đây là các vị của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày Sa-bát, chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Câu gốc của bài học là: người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 35, câu 2. Câu hỏi suy ngẫm: việc tuyển dân phải biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh cho Đức Giê-hô-va quan trọng như thế nào? Người vi phạm luật ngày Sa-bát phải chịu hình phạt nào? Giữ ngày nghỉ có ý nghĩa nào đối với quý vị? Kính thưa quý vị, biệt riêng ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va rất quan trọng đối với tuyển dân. Trong sách suốt Ê-díp-tô ký có đến 6 lần kỹ thuật về việc giữ ngày Sa-bát. Chúa đã chu cấp cho tuyển dân đầy đủ vật thực cần dùng trong ngày Sa-bát qua thể lệ mana. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 16 câu 26 đến câu 30, Chúa ban phước cho ngày Sa-bát và làm nên ngày thánh vì Ngài dựng nên trời đất trong 6 ngày. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 8 đến câu 11. Chúa muốn dân Chúa, đầy tớ trai, gái, người ngoại bang và cả súc vật được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát để được dưỡng sức. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 23 câu 12. Giữ ngày Sa-bát là một giao ước đời đời của Chúa đối với tuyển dân Israel. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 31 câu 12 đến câu 17. Dân Chúa phải nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát dẫu rất bận rộn trong mùa gieo hay gặt. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 34 câu 21. Kỹ thuật trong suốt Ê-díp-tô ký chương 35 câu 2 câu 3 cho biết thêm việc nổi lửa nấu ăn cũng không được phép trong ngày Sa-bát. Trong ngày thứ 6, dân Chúa phải nhặt mana gấp đôi thường ngày và nấu chín mana để dành cho ngày Sa-bát. Hình phạt cho người vi phạm luật ngày Sa-bát là bị trút khỏi vòng dân sự hoặc xử tử. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 31 câu 12 đến câu 17 và chương 35 câu 2. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu và các sứ đồ không đề cập việc cơ đốc nhân phải tuân giữ ngày Sa-bát, nhưng dạy con dân Chúa chớ bỏ sự nhóm lại. Theo Hê-bơ-rơ chương 10 câu 25. Hội thánh đầu tiên nhóm lại trong ngày Chúa Nhật để kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Theo Công vụ chương 20 câu 7. Và ngày Chúa Nhật trở thành ngày của Chúa. Theo Khải Huyền chương 1 câu 10. Chúng ta nhóm lại ngày Chúa Nhật cũng với mục đích là yên nghỉ và thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, đấng dựng nên muôn loài vạn vật, thực hiện công trình cứu chuộc và ở cùng con dân Ngài. Nhận biết đúng đắn về Chúa giúp con dân Ngài có một thái độ đúng đắn đối với Chúa, với anh em và mọi tạo vật của Ngài. Trước thiên nhiên kỳ vĩ của Chúa, chúng ta thật nhỏ bé, nhưng chúng ta được Chúa yêu hơn tất cả mọi tạo vật. Ngài ban cho chúng ta đặc ân được tương giao với Ngài và ban quyền quản trị muôn loài. Con dân Chúa biết mình được Chúa yêu sẽ sống tích cực, có tinh thần trách nhiệm với Chúa, với chính mình, với người khác, cũng như với thiên nhiên. Loài người sẽ sống hòa bình và hạnh phúc biết bao khi mọi người nhận biết Chúa là đấng tạo hóa và mỗi người đều được Chúa yêu vì được dựng nên trong ảnh tượng của Ngài, được cùng nhau thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa.
chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, luật pháp Chúa là trọn vẹn, đem ích lợi cho con dân Ngài. Con thỏa vui trong ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa, kinh nghiệm sự yên nghỉ, sự tiếp trợ của Chúa và thông công mật thiết với nhau trong Chúa. Cảm tạ Chúa về mọi điều thật tốt lành Ngài đã ban cho con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có biệt riêng ngày yên nghỉ thánh trọn vẹn cho Chúa chưa? 6 ngày làm việc đủ rồi, Chúa Nhật thờ phượng Chúa Trời phước thay. Chúa thương tiếp trợ đủ đầy, tôn vinh danh Chúa, mỗi ngày thỏa vui. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.